Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9 tháng 10, một phần không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Trên biển, từ gần sáng ngày 10 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo ngày 10 tháng 10, vùng biển Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Từ chiều tối ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo từ khoảng đêm ngày 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Thông tin ghi nhận của báo điện tử VOV dự báo trên đất liền khoảng đêm ngày 9 tháng 10, một phần không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Mặt khác, hồi 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5 đến 10 km/h. Ngoài ra, đêm ngày 9 và ngày 10 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cảnh báo đêm ngày 10 và 11 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. VN Express thông tin, trời chuyển lạnh là môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn gây cúm phát triển, làm tăng nguy cơ các bệnh lý như viêm đường hô hấp, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, tăng nguy cơ đột quỵ và chảy máu tiêu hóa, đặc biệt đối với nhóm có bệnh lý nền, người lớn tuổi hoặc trẻ em. Bên cạnh đó, người già dễ bị đau nhức xương khớp, trẻ nhỏ, người bị say rượu, suy dinh dưỡng, tim mạch, thiểu năng, tuyến giáp, có nguy cơ hạ thân nhiệt. Thời tiết lạnh khiến sức đề kháng của con người giảm, dễ bị đau, vướng họng khi nuốt, sốt, khàn tiếng, ho, sổ mũi, mệt mỏi, cần tiêu tốn nhiều năng lượng để thích nghi. Ngoài ra, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc bùng phát nhiều dịch bệnh như sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, v.v. Một số yếu tố nguy cơ khác như môi trường ô nhiễm, khói bụi, kẹt xe, lười vận động, tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh cùng với việc stress trong công việc, học tập cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý. Mặt khác, cách phòng bệnh phản khoa học cũng là yếu tố nguy cơ làm trầm trọng tình trạng bệnh khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Các bác sĩ khuyến cáo khi thời tiết chuyển lạnh, người dân cần giữ ấm đầy đủ, nhất là bàn tay, ngực, cổ đầu. Khi đi xe máy, làm việc ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm phải mặc đủ ấm. Tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, hạn chế đến những chỗ đông người, đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, dọn dẹp nhà cửa và giữ vệ sinh sạch sẽ với các loại vật dụng, cốc chén, bát đũa, nhất là khi có người ốm trong gia đình. Đối với nhóm có nguy cơ cao như trẻ nhỏ, cần tiêm phòng cúm trước 2 tháng, người già cần tuân thủ điều trị bệnh lý nền, không tự ý bỏ thuốc, kiểm soát tốt huyết áp, theo dõi các chỉ số thường xuyên, kiểm soát mỡ máu. Riêng trẻ cần được giữ ấm, nhất là hai bàn chân, ngực, cổ, đầu, tránh ra gió và ra ngoài vào ban đêm. Không nên ủ bé quá kỹ và thường xuyên kiểm tra xem bé có bị ra mồ hôi hay không để kịp thời lau khô hoặc thay áo.
Với trẻ nhỏ, cần thay tã thường xuyên để tránh bé bị nhiễm lạnh vì tã ướt quá lâu. Phụ huynh cũng không nên dùng tinh dầu thoa lên da trẻ để phòng bệnh hô hấp, do làn da trẻ rất nhạy cảm, có thể bị rợp, kích ứng, dị ứng. Đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Uống nước ấm, tránh sử dụng những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Tăng cường vận động, tập thể dục, hạn chế tập sáng sớm vì dễ dẫn đến đột quỵ, nhất là người già. Nên tập ngoài trời, nơi có nắng và mái che, khởi động kỹ và mặc quần áo thoải mái, không quá mỏng hay dày. VTC News đưa tin, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong mùa đông năm nay, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, hiện tượng mưa lớn, dông lốc sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Xu hướng bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Dự báo trong khoảng thời gian trên có khoảng 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Về xu hướng thời tiết trong 3 tháng tới, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, ông Lâm cho biết hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%. Trong điều kiện El Nino, hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương. Từ nay đến tháng 11 năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-3 cơn bão gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Báo Nhân Trí thông tin, nhận định về xu thế thời tiết tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một tháng tới, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Các hình thái này khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trước mắt, mô hình dự báo của Windy cho thấy một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi Philippines. Những ngày tới, hình thái này có thể mạnh lên thành bão, sau đó di chuyển vào Biển Đông trong khoảng ngày 5 đến ngày 6 tháng 10. Khi tiến sâu vào vùng biển Philippines, bão tiếp tục mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt sức gió mạnh nhất 140 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Dù vậy, hai cơ quan trên chưa đưa ra nhận định bão có thể tiến vào Biển Đông. Do dự báo còn xa nên các diễn biến có thể thay đổi liên tục. Chuyên gia cho biết trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Giai đoạn tới, thời tiết miền Bắc cũng dịu mát hơn, ít nguy cơ xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, nền nhiệt trên cả nước vẫn cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Đồng thời, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh trong thời gian tới có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển, hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!